Xin chào mọi người ha. Bữa nay mấy anh em đi đi cắm trại rồi đi bắt cua, đi câu cua, cua giống như cua đồng ở Việt Nam nhưng mà cái này nước biển nha, cái này nước cái biển nó đi vô nè. Cảm ơn mọi người ghé thăm kênh của mình và coi video ha. Chúc mọi người coi video vui vẻ. Để mình chia sẻ cái cảnh bắt cua vui thôi. Mấy đứa nhỏ anh Tuấn đang bỏ đùi gà vô á, bỏ đùi gà vô xong mới bỏ cái lòng xuống á, dụ cua nó vô. Cua này nấu canh chua á, nấu bún riêu rất là ngon. Đây người đây thì đông hơn cua, bữa nay đi bắt cua mà người đông hơn cua. Đông con cua mà cứ bắt cua làm sao nữa. Mình có đứa thì cột vô sợi dây. Có đứa thì cột vô sợi dây, có đứa thì bỏ vô lòng. Có đứa thì bắt bằng tay. Nãy giờ bắt được 3 con nè. Bao nhiêu cua? Cua này nè, cua này nè, nấu bún riêu rất là ngon. Bây giờ bỏ xuống mới cái 5 phút mà hăng hái quá không có đợi được, dở lên cua vậy hấp nên con hả? Em quay con. Wow, cô Tú được 2 con, cô Tú lụm á hả? Bên này nè, mấy bên này được nè, để cho em xuống nè. Mới kéo được 3 con nè. Mới kéo mình cột đùi gà vô cái lồng ha, rồi xong mình bỏ xuống rồi cua nó vô. 3 con. Bây giờ anh thải xuống lâu chưa mà anh kéo vậy? Anh phải để lâu à, no, phải để 15 phút lận à. Cảnh này mới bỏ xuống không biết bao lâu mà được 2-3 con nè. Được 1 con ha. Bắt đi cô Tú, không có cắn đâu, đâu kẹp được. Được con. Lấy gấp gió thành bão. Mấy đứa nhỏ thì lượm ốc. Chui, chơi vui thôi. Trưa nay câu cua nó có nhưng mà nó ít lắm. Người ta cũng bắt nhiều lắm chứ hồi xưa nó nhiều dữ lắm. Bây giờ người ta bắt nhiều quá nó còn ít. Nhưng mà vui, chủ yếu là bắt vui. Sáng giờ bắt được cái nhiêu đây? Mấy con à? Đây có đám người bắt nữa. Trơn lắm nha, đừng có đứng gần nữa cô Tú. Trơn lắm. Tại vì đất sình đó. Đây là cỏ. Vợ mình đang kiếm gì vậy? Đang kiếm gì em? Cua hả? Có cua hả? Lột thôi chứ nhiều lúc vỏ nó bay vô chứ không phải. Nó đây có rồi anh. Có nè, bắt. Nè cô chết hả? Ừ. Thì không, nó nước lớn lên cái nó ở trong đây đó. Nè, nè nhóc. Thấy không nè, con chết. Cho nên em nghĩ là cái này vỏ thôi, mấy cái này vỏ cua, vỏ cua. Cua chết. Đây là cái đường rãnh giống như nước biển nó vô ra vô á. Ở đây cua nhiều lắm nhưng mà người châu Á giống Việt Nam, người Lào, người Campuchia bắt dữ lắm chứ Mỹ nó không có ăn cái con này. Ok, cái này mình nãy giờ để cỡ 2 phút là dở lên thử có không ha. Chắc không có rồi, từ mới á. Con đường con.
You are professional. I cast only one each time. Wow, I have to get the whole chicken. Don't be afraid. Yeah, one leg is not enough. Yeah, we just have fun. I like when we're from Vermont. We go camping down here, yeah. Yeah. Yeah, a lot, but you know, when you in stake, you need to go out stake. Nó bỏ nguyên nửa con. Nó bỏ nửa con gà. Nó bỏ nửa gà mỗi lần dở lên là một đống. Wow. Dở. Mình dở cái này thử coi có không ha. Được mấy con. Được 4 5 con, 2 con lớn, 2 con 4 con, 2 con lớn, 2 con nhỏ. Này nó cũng riêu mà cái nhỏ lớn gì cũng bắt được hết á. Loại này là lớn nhất nè. Lớn nhất luôn á. Nấu bún riêu rất là ngon, về cái giả nhuyễn ra nấu riêu cua. Ăn nhớ bún riêu Việt Nam. Bỏ nguyên cái nửa con gà luôn, mỗi lần vớt là đóng luôn. Wow. Good. Này Hà bắt bướm nè. Hà bắt bướm. Hà ví dụ bắt bướm. Nói nghe nè, cái chừng trợt té nha, trơn vậy lắm á. Hồi nãy giờ á, mọi người làm á, mình hứng thú quá. Bây giờ mình bỏ của mình xuống cũng 2 phút rồi. Giờ dở lên thử có không nha. Đừng có đợi lâu quá, em khoe chút là có. Được có 2 con à, 3 con. Ủa anh đi liều, tặng cái này đi chứ. 3, 4 con. Mọi người thấy vui không? Người thì chổng khu, người thì ngồi xuống. Rất là nhiều cua. Wow, anh Tấn làm cũng giỏi nha. Dạ, giỏi. Giỏi. Nhiều đầy đủ nồi canh bún riêu nè. Vui thôi, chứ đầu tư tiền mua vợt, mua đùi gà cũng nhiều rồi. Mấy người này giờ đầu tư lớn luôn nè, chạy mua đống gà. Gà có thể nấu ăn được gia đình luôn. Đầu tư lớn luôn. Bỏ gà vô. Gà. Đây một xô luôn, con bự không. Rồi xích vô, mất công chạy hết. Cái gió thành bão không? Nãy giờ cái vợt này của anh đúng rồi đó. Ra con nào mà nãy giờ em bắt hết rồi. Đúng rồi đó. Gấp gió thành bão là 20 người bắt đó nha. Được 2 thùng, thùng này với nửa thùng kia. Bắt luôn. Cũng vui. Cái này nấu bún riêu ngon rồi nha. Nhìn nó là thèm bún riêu rồi. Giờ nước lớn, hồi nãy nước nhỏ nó nhiều cua hơn. Giờ nước lớn thì cua nó không nhiều bằng. Chỗ này nó nằm lâu lâu.
Dạ dạ dạ. Đầu tư lớn luôn ha. Cá con nhiều lắm mà không biết có thấy được trong video. Cá con, cá cơm không thấy đâu. Vui không mấy em? Vui không? Đi bắt cua xong giờ ghé vô tiệm ăn là thêm nguyên một thùng tôm hết. Tôm hùm nè, cả không? Wow. Cái tiệm này ăn rất là đắt, đông. 3 thùng tôm. Tôm hùm á. À. $30-40 một con tôm á, nó luộc lên cho mình. Đông đá luôn. Ừ, tao chủ đá tao đâu đá bỏ là gì phải, đâu. Phải rửa hết. Rửa rồi đông đá rửa hết luôn. Rửa cho là con đa đầu cháu đá cháu sáng nè. Đây là tủ lạnh cháu có đủ bỏ vô không? Đây là cua bắt bữa ngày hôm nay. Giờ bắt đầu lấy một nửa rửa đây rồi cành đen bỏ rồi nếu mà còn thì làm nữa. Còn hơi chị hát cho em introduce. Hey anh. Ông trước gì cũng có chứ. Thế là cái gì? You need more don't run. Run, you need more don't. Đây là thành quả của hai mấy đứa anh em bắt sáng này nha. Đây là bây giờ cua các bạn bỏ vô bọc để đông lạnh rồi đem về chứ để lần đến rác bữa. Ra, để đưa thứ rác hai hả? Wow, bé Hà có cái hai cái con này nè bé Hà. Nó vừa hai cái càng lên. Cái con mù mù kia nó ô ra kìa. Con này nè, yêu nè. Coi coi, phải không? Sao phải lửa? Không, đâu có lửa mấy con bự bắt lại đang ăn. Ăn. Luộc ăn để xay á hả? Luộc ăn. Bữa nào nấu riêu cho hội thánh. Lần đầu tiên chị cho câu được 12 con. Cây cua hồi nãy bắt về các bạn bỏ trong tủ đá để dành nấu bún riêu còn mới luộc lên nè. Luộc với lá chanh. Rất là ngọt. Ăn rất là ngọt nha, nhìn nó nhỏ nó không có thịt nhưng mà múp múp nó vui, ngọt dữ lắm. Con này cũng cái nè. Cái này là cua gạt. Đi tìm có mấy con cua thịt đồng hàng. Đây là cua thịt. Con được cua con sắm chạy. Nè, đây là cái càng nè. Càng thịt này đó. Ngọt ngay. Đâu ngon. Hay chưa? Bự lắm. Còn cái này là con cua chú xíu mà nó gạch không à. Không, mình nhỏ xíu mà gạch. Còn gươm cái càng đó hả? Cái càng đó thôi. Chấm muối tiêu ha. Cái thịt ta là ngọt hơn cua Cà Mau đó. Ngọt hơn cua Cà Mau hả? Cái thịt ngọt hơn cua Cà Mau. Không có gạch, không có thịt thôi. Nhưng mà nó giòn, nó không có tính. Con này mà nấu bún riêu là rất là ngon nha. Nấu bún riêu. Cho nên đi về nhà rồi nguyên đám là gom lại làm nấu bún riêu. Nấu bún riêu. Hoặc là mình chiên bột. Mà bún riêu ngon hơn chiên bột nó hơi hơi cứng. Để dọn. Rồi không chiên bột nữa cũng không có bị không có nha. Ngon. Đây là mới giờ là giòn, nó định ăn hai con nghỉ mà ngon quá ăn ba con hả? Nó nhỏ nhỏ rồi, lá chanh đó. Hầm như lá chanh số 8 rồi, rất là thơm. Trong cái chanh đó bé bị. À cái này có gạch nha. Mà cái con này rất là bé. Cái con rất là nhỏ nhưng mà có gạch đó, đó gạch đó. Gạch cua ha. Rất là ngon. Đặt luôn á, vậy đặt luôn. Wow. Kìa bé Hà nữa kìa, con bé Hà có đặt không? Ôi đặt không? Ấm bà là đặt nhưng mà nó màu khác. Gạch không à. Ngon ghê, Tú coi gạch không em nói Tú.